quay trở lại với video về các quy tắc trọng âm ở trong tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ có quy tắc số 10 nhé. Khi mà chúng ta thấy có từ có hai âm tiết mà tận cùng đó là AGE hay là EGE hay là IDGE hay là EDGE, 4 trường hợp nhá, thì chúng ta sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên mọi người nhá. Và các cái đuôi như là AGE, EGE, IDGE và EDGE chúng ta sẽ được đọc là âm IDG. Again, IDG, âm G trong miệng lên và rung cổ họng nhá. IDG, IDG, được không mọi người? Rồi chúng ta cùng phân tích nào. Thế có từ đầu tiên như sau. Alright, rồi từ này là từ có hai âm tiết và có dấu hiệu là AGE ở cuối từ. Yes, vậy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất mọi người nhá. Và chúng ta gặp cái từ này như sau, đó là manage. Again, manage. Yes. Hay là từ thứ hai thì có từ như sau. Yes, chúng ta sẽ có là từ này là từ có hai âm tiết và có dấu hiệu là IDGE ở cuối từ, đúng không mọi người? Yes, trọng âm sẽ âm tiết thứ nhất và chúng ta sẽ đọc là Cambridge. 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 Được không mọi người? Good job everyone. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng knowledge. Again, knowledge. Damage. 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 Shortage. 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 Good job, everyone.